Mới đây, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn doanh nghiệp Pháp do ông Philippe Varin, đặc phái viên của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cộng hòa Pháp làm trưởng đoàn. Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa nhấn mạnh, 3 năm qua kể từ khi Việt-Pháp là đối tác kinh tế chiến lược, kim ngạch thương mại hai chiều đã tăng trưởng từ 14 đến 16% một năm. Việt Nam xuất khẩu sang Pháp đạt trung bình 4 tỷ euro một năm. Doanh nghiệp Pháp cũng đã đầu tư vào Việt Nam 3,4 tỷ euro và chính phủ Pháp cũng đã hỗ trợ Việt Nam nhiều dự án quan trọng trong lĩnh vực thương mại, năng lượng mang lại hiệu quả cao. Ông Philippe Varin, đặc phái viên của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cộng hòa Pháp cho biết, hai bên đã có sự hợp tác bền chặt lâu dài trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại. Trong thời gian tới, để thúc đẩy hơn nữa đầu tư thương mại song phương, lãnh đạo cấp cao hai bên cần cụ thể hóa chính sách cũng như tổ chức các cuộc tiếp xúc song phương cho các doanh nghiệp nhằm đưa quan hệ đối tác chiến lược trở nên thiết thực và hiệu quả hơn.